đạo diễn kiếm nhiều tiền nhất hiện nay. Trấn Thành ra phim sẽ gặp điệp khúc chèn ép xuất chiếu. Dù ba phim dẫn đầu phòng vé nhưng vẫn có nhiều người không phục. Lý Hải so kè kỷ lục với Asin, càng làm càng thắng đậm. Cứ đến dịp lễ 30 tháng 4 là được tung hô phim tử tế. Xuất chiếu nhiều ngang ngửa Trấn Thành nhưng lại được lòng bà con. Đều là những đạo diễn đầy tài năng, Trấn Thành và Lý Hải khiến công chúng phải ngưỡng mộ bởi ra phim nào là thắng đậm phim đấy. Tuy nhiên khác với chủ nhân của series phim Lật Mặt, Asin dường như ít được lòng công chúng hơn bởi cứ sơ hở là anh bị chê trách, dù phạm phải cùng một vấn đề như Lý Hải, đó là lượng xuất chiếu. Thời điểm hiện tại, cả Lý Hải và Trấn Thành đều là những đạo diễn kiếm tiền nhiều nhất của màn ảnh rộng. Ông xã Haji Won đã liên tiếp có 3 phim đạt doanh thu phòng vé lên tới hàng trăm tỷ, Từ Bố Già đạt 427 tỷ đồng. Nhà Bà Nữ 475 tỷ đồng và Mai với 527 tỷ đồng, qua đó trở thành nam đạo diễn có phim chiếu rạp đạt doanh thu cao nhất lịch sử. Dĩ nhiên, Lý Hải cũng không vừa khi series phim Lật Mặt của anh lần nào ra rạp cũng thắng đậm, càng làm càng có doanh thu cao. Từ Lật Mặt 1 đến 6 lần lượt từ 72 tỷ đồng lên 80, 85, 120, 150 và đến Lật Mặt 6 là 300 tỷ đồng. Có thể thấy rõ, người so kè được với Trấn Thành trên màn ảnh Việt chỉ có Lý Hải. Thời điểm hiện tại, bộ phim Lật Mặt 7 của nam đạo diễn đã đạt doanh thu hơn 200 tỷ đồng, dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng và có khả năng vượt mặt Mai của Trấn Thành. Đều rất tài năng và có những bộ phim trăm tỷ, song phản ứng của công chúng dành cho phim của Lý Hải và Trấn Thành lại rất khác. Với Trấn Thành, anh cứ ra phim là kiểu gì cũng vướng thị phi. Một trong những điệp khúc thường thấy nhất mỗi khi Asin có phim mới ra mắt, đó là bài ca chèn ép xuất chiếu. Chỉ cần tính riêng bộ phim ra mắt dịp Tết năm nay thôi cũng đủ thấy xuất chiếu của Trấn Thành vượt trội cỡ nào, giải đều mỗi ngày trong tuần và đều chiếm được khung giờ đẹp mỗi ngày. Fan của các bộ phim khác có phim lên sóng cùng thời điểm dĩ nhiên tức giận vì bị chèn ép xuất chiếu, nhưng có kêu cũng vậy. Mặt khác, anti-fan đã không ưa Trấn Thành từ trước lại càng có dịp khóc mướn, chê trách Trấn Thành chèn ép xuất chiếu những bộ phim khác, như vậy là chơi không đẹp. Nhưng song song với đó, vẫn có những người lý trí hơn bênh vực Trấn Thành, cho rằng do phim anh hút khán giả nên mới có lượng xuất chiếu vượt trội. Dù vậy, những lời bênh như muối bỏ bể, Trấn Thành vẫn nhận về nhiều lời mỉa mai, dù bộ phim của anh trở thành tác phẩm có doanh thu cao nhất lịch sử màn ảnh Việt. Cùng chung cảnh ngộ được chèn ép xuất chiếu phim khác là Lý Hải. Tính riêng bộ phim mới ra mắt gần đây, dễ dàng nhận thấy tác phẩm của anh có lượng xuất chiếu vượt trội, nhưng điều đáng nói hơn là cư dân mạng chẳng nói gì, công chúng cũng cho rằng đó là điều bình thường. Phần lớn lý do mà họ đưa ra cho việc Lý Hải được phép chèn ép xuất chiếu, đó là phim của anh tử tế. Gần như mỗi năm, cứ đến dịp lễ là Lý Hải lại ra mắt phim, được tung hô lên mây và được bà con ủng hộ không ngừng. Xét về xuất chiếu của phim do Lý Hải làm đạo diễn thì nhiều ngang ngửa phim Trấn Thành, chỉ có điều ông xã Minh Hà vẫn được lòng mọi người, thậm chí còn được bênh vực. Mặc cho bộ mới nhất được nhận xét là không có gì vượt trội, chỉ ở mức bình thường, nhưng vẫn không bị chê. Đó có lẽ là cái duyên mà Lý Hải đã xây dựng được với khán giả, với bà con yêu mến anh.